sau khi lòng trắng đánh xong nó sẽ như thế này. Đánh lâu một chút không sao, mình thì hơi đời ha, không có đánh riêng. Bỏ lòng đỏ vào rất đẹp ha, quẹt đều nha các bạn. 50g sữa tươi, 30g dầu. Bảy mươi gram bột, câu nào cũng nhắc đến mình lười thì nó cũng kỳ, nhưng mà cái này đúng ra mình phải đảo bằng cái phới để bột cho nó đều, nhưng mà mình để ở chế độ nhỏ nhất để nó tự đảo. Sau khi máy đảo xong, mình nhắc lại công thức ha, lưu ý là mua trứng gà nên mua trứng gà tươi, nó mới to. Mình hay dùng trứng gà gộc, đừng nên dùng đường trắng nha, đường con đất nhà thua, vữa hết, không thể làm bánh được. Đây là cái khuôn mình lót sẵn dây nến ha, mình gọi là dây nến, mình gọi là dây nướng. Người bán thịt là siêu thị ha, nhưng mà ngán quá, giảm một ít hạt bỏ vào. Đây là khuôn mà nhiều người không biết nữa. Mình nhắc lại công thức ha, ba quả trứng gà gộc khoảng 60g, 5 đến 70g đường tùy cách ăn ngọt hay vừa, 70g bột, nửa quả trong, 50ml sữa tươi, 30g hoặc là cân đun 50g sữa tươi và 50g dầu. Tàn tan để 150 độ, vặn 60 phút, sau khi làm nóng khoảng 10-15 phút, để lại tàn tan, không cần phải vặn thêm, thế là xong.